bộ công thương bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về phát triển sản xuất chế biến tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa nền công nghiệp việt nam và khẳng định thương hiệu nông sản việt nam tại thị trường trong nước và quốc tế tại buổi lễ ký kết hai bộ trưởng đã đánh giá lại công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong suốt thời gian qua công tác phối hợp giữa hai bộ đạt được những kết quả nhất định đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản nói riêng và tăng trưởng xuất khẩu của cả nước nói chung góp phần bình ổn thị trường trong nước đặc biệt là trong công tác phối hợp tổ chức sản xuất đáp ứng theo nhu cầu thị trường xây dựng phương án nội dung đàm phán mở cửa thị trường trong các hiệp định thương mại tự do thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại phối hợp triển khai các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước tổ chức kết nối cung cầu tiêu thụ Vân vân. Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn là hai ngành kinh tế quan trọng của đất nước, có mối quan hệ chặt chẽ và hữu cơ với nhau, có tính phụ thuộc vào nhau rất lớn. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và hội nhập với thế giới từ những tiềm năng của đất nước mà Việt Nam có lợi thế về nông nghiệp nên nông nghiệp sẽ đi trước, công thương sẽ tiếp bước đi cùng bộ trưởng nguyễn hồng diên đề nghị lãnh đạo hai ngành sẽ tập trung chỉ đạo trước hết là tập trung tháo gỡ những vướng mắc ách tắc bấy lâu nay mà hai bên chưa giải quyết được hoặc giải quyết chưa triệt để bên cạnh đó khẩn trương thể chế hóa những cam kết trong chương trình phối hợp bằng những kế hoạch hành động cụ thể để tiến tới những kết quả rõ nét hơn